Hello. 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 Can Hello. you hear Yes. me? Ok. Có thấy bên thầy nghe được tiếng mưa không? Có nghe tiếng mưa bên thầy không? Ngoại. Bên thầy đang mưa rất là to. Chúng ta Mưa chẳng nghe to. gì. Mưa to kinh khủng Chỉ nghe khiếp. tiếng thề. Nhưng mà Ừ. con chỉ nghe tiếng thề thôi. Rồi, kia nghe tiếng thầy là tốt rồi. Ok nào, buổi trước chúng ta có bài tập gì không nhỉ? Any homework? No. New word? Từ mới của thầy đâu? Sao mới hiện thì mới. Có từ mới mà. Mới nhưng mà sẽ không phải có đọc phải đọc lại không? Con không gửi cho thầy đúng không? Biết rồi. Hả? Con phải viết xong con gửi cho thầy chứ quên à? Thầy dặn bao lần rồi? Không phải. Nhưng mà tại sao con có từ mới con phải ghi à? Sao? Từ mới sự tại sao con phải ghi sao? Có từ mới con phải học thuộc đúng không? Con phải ghi ra con học thuộc chứ đúng không? Thầy Có dặn được từ có mà. tự thế con từ ở đây học thuộc mà. Con vừa phải học thuộc, con phải vừa phải ghi vừa gửi lại cho thầy chứ. Các anh chị lớn cũng vẫn phải Thì gửi chị lại cho thầy mà. Các anh chị lớp 8, lớp 9 vẫn phải làm như thế gửi cho thầy mà. thế tại sao làm thế? Làm thế thì con mới học thuộc được chứ. Con mới học bài chứ đúng không? Còn không làm sao con học từ mới được. Con làm thế thì con phải nhớ, con mới nhớ được lâu chứ. Đúng chưa? Gì với từ đấy, đang nào cũng chả học. Ừ, con thầy biết là con học hay không nhưng con vẫn phải viết gửi cho thầy mà, nhớ chưa? Thầy lúc nào thầy cũng dặn là về nhờ học gửi, gửi viết gửi cho thầy mà. Rõ chưa? Rõ chưa nhỉ? Con rõ chưa? Mấy buổi trước con thầy bảo con vẫn gửi thầy đúng không? Đấy, như một vài buổi đầu đây con vẫn viết từ mới đây đúng chưa? Đó chưa? Ok, bật cam nào, không tắt cam. Bật cam, bật mic lên nào. Thầy không đùa nha. Thầy nói là phải nghe đấy nha. Thầy không đùa đâu đấy. Nhớ chưa? Nào, từ mới của buổi trước có những từ nào nào? Lát học xong rồi mẹ chụp gửi cho thầy. Có từ Từ gì nhỉ? không từ mới Nếu có từ mới thì sao? là Nếu có từ mới thì sao? Blueberry. Blueberry. Nào, buổi trước có những từ mới nào? Những từ nào nhỉ? Thầy cho con ghi ra rồi đấy. Xem lại nào. Từ nào? Con chỉ nhớ Thầy cho con ghi ra vở rồi mà. Con không ghi à? gì mà con chỉ nhớ lại Sao? của trò Ok, word prop là gì? thường ạ. Tủ quần áo. Ừ.
nữa. Shout. 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 Âm sờ nặng nha. Âm sờ nặng. Shout. 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 Âm sờ nặng nào con. Shout. 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 Đấy vẫn là sờ nhẹ rồi. Sờ nặng mà. Shout. Shout. Không phải đọc to, con phải đọc nó nặng một chút này. Shout. Shout. Đúng rồi, đọc như thế. Giống như từ fish, đúng chưa? Mình không nào là fish mà là fish. Đúng chưa nào? Nghe hai âm nó khác nhau chưa? Đó thì âm shout nó mới giống được chưa? Shout. 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 Đấy lại sờ nhẹ rồi. Sờ nặng mạnh lên con. Shout. Không phải đọc to hiểu chưa? Không phải con gằn giọng to lên làm gì cả. Con chỉ đọc bình thường là shout. Shout. Đấy lại vẫn âm sờ nhẹ rồi. Nào đọc âm. Đúng rồi. Shout. 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 Đó lại quên âm cuối rồi đấy. Nào, shout. 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 Âm cuối nó có âm shout. Shout. Ok, là gì nhỉ? Shout. Shout là gì nhỉ? Là gì đấy? Là gì nhỉ? Shout. Để cho con ghi nghĩa rồi đây. Nghĩa là gì? Chơi ghi nghĩa. Shout là la hét. Ghi lại nào, ghi luôn vào nào. Shout, la hét. Xong chưa? Từ nào nữa nhỉ? Neighborhood. Gì nhỉ? Neighborhood. À, neighborhood. Neighborhood. Là gì nhỉ? Neighborhood. Đường. Đường phố. Neighborhood mà. Neighborhood. Khu phố chứ. Không được nhầm đường phố với khu phố nha. Street mới là đường phố, còn neighborhood là khu phố, khu dân cư. Không được nhầm hai cái khái niệm này nhá. Con sửa lại đi. Nào tập trung nào, không nhìn đi lung tung nào. Thầy biết là bố đang xem TV ở đấy cho nên là lát nữa thì thầy sẽ nhắn tin nhắc mẹ đấy. Neighborhood là khu phố, khu dân cư. Một con chả có đây. Ok, gì nữa? Còn gì nữa không? Không. Ok, rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần test task D writing được chưa? Ok. Now we have some word practice. Ok. Word practice. We have some vocabulary. Ở đây chúng ta có thêm một vài từ mới được chưa? Bookstore. Yes, bookstore là hiệu sách. Shoes. Ok. Store. Shoes store là ok. Đó cái âm shout con cũng đọc giống như âm shoe ấy, được chưa? Ok, cũng đọc là shout và đây cũng đọc là shoes, đúng chưa? Hiểu chưa nào? Toy store. Ok, toy store.
Toy store. Toy store. Toy, toy. Toy. Toy store. Toy store. Oh, yes. Now, clothing store. Clothing store. Clothing store. Clothing store. Okay, I'm close. Clow, không phải đọc âm c, không phải là clow được chưa mà clow, clow. Clothing store. Clothing store. Clothing store. Clothing store. Yes, okay. Những từ mới này con biết chưa? Những từ mới này con đã được học qua chưa nhỉ? Ok, vậy ghi lại nào. Ghi lại bốn từ mới này nào. Đầu tiên là bookstore. Nào, thầy bảo ghi lại là phải ghi nào. Bookstore. Hiệu sách. Bookstore là hiệu sách. Shoes store là cửa hàng bán giày. Toy store là cửa hàng đồ chơi. Và clothing store là cửa hàng quần áo. Trong bốn cửa hàng này, for store, which store do you want to go? Bookstore. You like bookstore? Trong bốn cửa hàng này thì con thích đi chơi cửa hàng nào nhất? Thích được mua sắm ở cửa hàng nào nhất? Cửa hàng nào? Thích ở cửa hàng nào nhất? Nào trả lời thầy nào. Nào trả lời thầy nhanh nào. Không thích cửa hàng nào? Thích đi bookstore đúng không? Đúng không nào? Ok rồi. Bây giờ ghi lại xong từ mới cho thầy chưa? Con ghi lại từ mới nhanh nào. Ghi lại bốn từ này nhanh nào. Con chép xong chưa? Xong hết bốn từ chưa? Ok, mình cùng đọc lại bốn từ này một lượt nữa được chưa? Ok, bookstore. 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 Shoes store. Sao biết từ mới? Biết từ mới đi. Thầy dạy bảo nhá, biết từ mới là biết đi. Sao lại không chịu biết? Toy store. Tại sao không biết? Học thì phải biết từ mới thì mới ấy được chứ. Nào, không phải biết từ mới đi chứ. Nào học. Khổ ra mồ hôi một cây ăn này. Bố ơi, bố bật điều hòa đi bố. Ok, ghi lại từ mới nhanh nào. Ghi lại từ mới thì sau này mình có thể nói được chứ. Mình có thể giao tiếp được chứ. Sau này nhiều từ, nhiều mồ hôi hết. Ok, ghi xong hết 4 từ mới đây chưa? Ngủ à? Buồn ngủ à?
Mệt á? Ngồi thì đau á? Con làm sao? Con làm sao nào? Thầy đang nói chuyện gì kìa? Con làm sao? Mẹ con làm sao? Thôi con làm nốt đi, con thầy ở biết thì con biết đi. Con nay con làm sao con cứ nói thế nào, nếu như mà mệt thì thầy cho con nghỉ buổi sau thầy dạy bù được, không sao. Không, con có học được không? Hôm nay con có học được không? Con tháo tai nghe ra nào, tháo tai nghe ra nào. Rồi, hết tập trung học nhé. Ok, rồi hôm nay con cảm thấy thế nào, có học được tiếp không? Nếu như không được thì thầy sẽ cho mình nghỉ và buổi sau thầy sẽ bù. Có mệt không? Không ạ. Thế thì thầy bảo con viết từ mới không phải viết nhá. Phải nghe thầy lời thầy nhá. Rồi đi con học đi. Ok rồi, vậy mình đeo tai nghe và mình học tiếp nào. Ok con nghe được chưa? Tập trung rồi nhé. Ok rồi, bây giờ cùng đọc lại giúp thầy 4 lượt nữa, 4 từ mới này được chưa? Quạt quá hết từ mới. Ok, bookstore. Rồi con tập trung vào con học đi. Bookstore. Shoe store. Shoe store. Shoe. Yes, shoe store. Ok, toy store. Toy store. Con mệt quá à? Con có mệt quá không? Con mọc méo á. Mẹ cảm thấy như thế, hôm nay con mệt quá ấy. Thế sao con không? Nếu con không học được thì để mẹ giờ xin thầy nghỉ nhá. Học bù sau. Thế sao con không? Mệt quá. Có bụi là ở trong nhà thì có bụi. Làm sao bảo với thầy nào? Thầy có làm gì đâu? Cứ bảo với thầy, thầy cho nghỉ bình thường mà, con sao đâu. Xin thầy nghỉ nhá. Quay mắt trợ. Thôi, mẹ thấy không ổn đâu. Nghỉ hôm nay nhá. Thế thôi, đi tập trung học đi. Không khóc nữa. Ôi, chết rồi, chưa gì đã mau nước mắt thế này rồi, thầy có làm gì đâu. Học băng, bụi mắt trợ. Nhà mình có bụi. Thôi, thầy đứng dậy đi rửa mặt đi nào. Đứng dậy đi rửa mặt đi nào, cho tỉnh táo nào. Vậy, mẹ con. Không bận, em bụi mắt rồi. Trông khổ quá. Thế thôi, hay thầy cho nghỉ. Buổi sau thầy dạy bù được không sao cả, được chưa? Buổi sau mình học tiếp. Thế con đi học thì con tập trung học nhá. Ok rồi, thế tiếp tục đọc nào. Toy store. Yes. Closing store. Ok, thầy đọc khổ thế, đọc khổ quá cơ. Ok, tiếp nào. Comic book. Comic book. Comic book là truyện tranh. Con có thích đọc truyện tranh không? Truyện tranh nào có thích đọc nhất nhỉ? Truyện tranh nào? Có thích xin cậu bé bút chì không? Không thích xin cậu bé bút chì à? Con có đọc thám tử Conan không? Có đọc không? Có. Ok đấy, thích, có thích chuyện thám tử Conan không nào? Không thích. Có nhưng mà con thích Doraemon. Ok, ai cũng thích đọc chuyện Doraemon. Ok, tiếp nào. Sandal. Ok, Sandals. Oh, Sandals. S ở cuối giúp thầy nhá. Sandals. S ở cuối nào con? Sandals. Sandals. Ok. Tại vì sao chúng ta phải thêm S ở đây? Tại vì sao nhỉ? Vì có hai chiếc dép đúng chưa? Ở đây chúng ta có hai chiếc dép thì mình phải thêm S ở cuối thì mới trở thành là một đôi dép được chưa? Ok. Ok, tiếp nào. Science book. Ok, science book là sách khoa học được chưa? Con có quyển sách khoa học nào không?
Ừ, đây lớp 3 là sách khoa học và học sách khoa học và tự nhiên rồi đúng không? Đúng không? Con học sách khoa học và tự nhiên rồi đúng không? Có sách không? Không. Ừ, ok, thế có thích đọc sách khoa học không? Ừ. Thế thấy sách khoa học có thấy nó gì nhỉ? Nó có rất là nhiều điều rất là thú vị và bổ ích không? Ừ. Nào, tiếp tục nào. Shut. Shut. Ok, shut là áo sơ mi được chưa? Ok, shut là áo sơ mi, còn t-shirt là áo phông như thầy trò mình đang mặc được chưa? Nhớ nhá, shirt là áo sơ mi, còn t-shirt là cái áo phông này nè, được chưa? Ok. Hiểu chưa nào? Con hiểu chưa nào? Ok, rồi. Ok, ghi lại từ mới giúp thầy nào. Ghi lại từ mới giúp thầy nào. Nói từ nào con biết rồi thì thôi con không phải ghi nữa, được chưa? Ok, con ghi xong chưa? Không biết cái này Ok, rồi. rồi chúng ta qua phần tiếp theo nào. Tiếp nào. Tiếp đọc tiếp giúp thầy nha. Stuffed animal. Stop. Stuffed. Stop. Stop. Ok, Animal. stuffed animal là những con thú nhồi bông được chưa? Tiếp nào, sneaker. Ok, Sneakers. sneaker. Sneakers. Sneaker là giày thể thao được chưa? Tiếp nào, jacket. Jacket. Yes, jacket là cái áo khoác được chưa? Và nhớ giúp thầy này, nhớ giúp thầy nha. Jacket là cái áo khoác mỏng ở bên trong. Được chưa nào? Mình hay có những cái áo khoác mỏng ở bên trong ấy, được chưa? Còn coat là cái áo dài ở bên ngoài ấy. Coat là cái áo ở bên ngoài mình khoác hay mình mặc cái áo dày ấy, được chưa? Coat là cái áo khoác nó rất là dày và mình hay mặc ở bên ngoài ấy nhá. Ok. Xong chưa con? Ok. Ở đây chúng ta có một từ mới duy nhất là từ stuffed, stuffed animal, thú nhồi bông được chưa? Được chưa? Stuffed animal là thú nhồi bông. Ok, tiếp nào. Chúng ta có board game. Board game. Brought game. Yes, board game là cái trò chơi cờ bàn. Con có biết chơi trò này không? Ừ, thích không nào? Có thích chơi trò này không nào? Ừ. Ok. Nhưng mà Sao? con phải cài con không có. Có cái gì không có gì nhỉ? Không có gì đấy.
Hả? Cái nào? À, biết cái đấy là cái gì không? Thầy nhớ xem nào. Cái đấy nó giống như kiểu cái trò chơi gì nhỉ? Thầy nhớ là có một lần có một anh bảo thầy mua cho, nhưng mà cái đấy nó rất là đắt, cái đấy nó hơn 600.000 cơ. Cái gì ta? Cái gì nhỉ? Cái gì lớp học cái trò đấy thầy cũng thấy hay là cái gì nhỉ? Đồ chơi lớp học mật ngữ. Đó là bộ đồ chơi lớp học mật ngữ, được chưa? Các con có thích trò chơi gì không? Nếu như mà được tặng quà có thích được tặng gì nào? Thích được tặng gì? Hả? Tặng cái lớp học mật ngữ đấy á? Cái này đúng không? Thích được tặng cái này đúng không? Cái bộ bên này đúng không? Cái bộ bên này đúng không? Bộ thầy khoanh ý. Bộ này á? Bây giờ cái bộ này khoanh. Bộ nào nhỉ? Con khoanh vào giúp thầy xem nào. Khoanh vào giúp thầy xem nào. Cái bộ này đúng không? Bộ đấy là bộ lớp học mật ngữ mà. Cái bộ lớp học mật ngữ đấy thì nó hơi đắt. Nó 600-700 nghìn cơ. Được chưa? Mà cái bộ đấy thì một mình không thể chơi được. Cái bộ đấy thì rất là nhiều người mới chơi được chưa? Ok, rồi còn gì khác không? Nếu như mà được tặng ngoài những thứ này ra, muốn được tặng gì nào? Giày, sách, truyện. Cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Nào, thì thích cái gì nào? Thích cái gì nào bảo thầy nào? Thích gì nào? Thích cái gì đây? Thật ra đây không phải cái bộ trò chơi mật ngữ nữa. Nếu mà mật ngữ là cái trò chơi tê pháp. Ok, thế con về con thử tìm giúp thầy xem trò chơi là gì, xong rồi buổi sau bảo thầy nhá. Được chưa? Được chưa nào? Ok, chúng ta tiếp tục nào. Pants. 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 Pants là cái quần, được chưa? Cái quần này là cái quần dài, được chưa? Quần dài ấy, quần ống dài, được chưa? Ok, có biết từ pants này chưa? Và giải thích cho thầy biết tại sao pants này là có chữ S nhỉ? Tại sao pants này là có chữ S đấy? Quần có mấy ống? Quần hai ống. Đúng rồi, quần có hai ống thì phải thêm gì? Phải thêm gì nhỉ? Quần mà có hai ống thì phải thêm gì đấy? Thêm S đúng chưa? Ok, cuối cùng nào. Storybook. 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 Ok, storybook là chuyện cổ tích, được chưa? Ok. Now, let's choose and complete the sentences. Ok. Nó lại nhảy như này ta. Okay, now let's choose and complete the sentence. Okay, bây giờ này con hãy nhìn ở đây giúp thầy này. Con hãy nhìn ở bên này giúp thầy, nhìn thấy chưa? Thầy khoanh vào cho nhá. Okay, nhìn thấy bên này chưa? Con nhìn thấy chưa nào? Nhìn thấy chỗ thầy khoanh chưa? Long nhìn thấy chỗ thầy khoanh chưa nào?
Ok, vậy thì bây giờ nào? Vậy thì bây giờ con hãy nhìn vào chỗ thầy Khoanh này. Nhìn vào chỗ thầy Khoanh này. Và sau đó được chưa? Hãy chọn và điền các cái từ này được chưa? Vào các cái bức tranh ở đây. Ví dụ như nhìn thấy bookstore chưa? Đây nè. Điền vào cái chỗ trống này xem nó là cái gì được chưa? Con hiểu chưa nào? Hãy nhìn vào bức tranh và điền vào các cái từ dựa vào những cái từ thầy cho sẵn ở đây. Long hiểu không nào? Long hiểu rõ chưa? Long ơi, tập trung nào. Hiểu chưa nào? Hiểu chưa nào? Tức là bài tập này dạng điền từ thôi được chưa? Ok. Nào, vậy thì bây giờ cho thầy biết nào. Xem cái chỗ thầy đang khoanh đây là cái gì đấy? What is this? A toy store, in shoe store, clothing store, shoe store, clothing store. Nào nào nào, hãy nhìn, con hãy nhìn đến những cái chỗ trắng ở trên những cái giá hàng này chưa, những cái kệ này chưa, ở đây có những cái dấu chấm này này đó, được chưa? Thì bây giờ con hãy nhìn vào những cái đồ vật ở đây và cho thầy biết, được chưa? Xem đấy là cái gì, được chưa? Được chưa nào? Hiểu ý thầy nói chưa? Ví dụ như ở clothing store này, đây để thầy khoanh cho nào. Này, ở clothing store con nhìn thấy thầy khoanh chưa? Mình sẽ điền ở đây. Nhìn giúp thầy xem đây có phải là shirt không? Đây có phải là shirt không nào? Có phải là những chiếc áo phông, những chiếc áo sơ mi không? Đó, vậy thì bây giờ hãy nhìn vào những cái chỗ còn lại này được chưa? Xem đây là giày gì này, được chưa? Đây là giày gì này? Đây là sách gì này, được chưa? Con hiểu chưa nào? Hiểu 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 cách làm bài chưa con? Ok, vậy thì bây giờ nhá, con hãy dựa vào những chữ cái đầu của những cái những từ trên bảng này, được chưa? Sau đó con điền vào những cái chỗ trống này, được chưa? Ví dụ như đây con điền là A chẳng hạn, thì con sẽ ghi A vào đây. Được chưa? Đó, đúng rồi. Được chưa nào? Ok. Và bây giờ em điền những cái còn lại nào. Con cho màu mực nó sáng lên một chút nào, cho nó thành cái màu khác nào. Cho nó thành cái màu màu đỏ hoặc là màu gì đấy đi nào, để thầy nhìn cho rõ nào. Vì nó vàng vàng giống kia thầy khó nhìn lắm. Hôm nay con ngã xe đúng không? Hôm nay con ngã xe đúng không? Sao để biết rồi? Ui, thầy sao thầy không biết? Có đau không? Con nhắn tin cho thầy à? Hả? Con nhắn tin cho thầy à? Không. Thầy biết mà. Sao? Thầy biết là con bị ngã xe mà. Có đau không Tại con? sao? Có, nhưng mà tại sao thì biết rồi? Đó, có bị xước nhiều, có bị chảy ra nhiều đó Không ạ. Ít ạ. Thì thầy thấy vết cuồng tím trên người con. đúng rồi. Ok, có bị chảy ra ở đâu, ở chỗ nào con? Bị chảy chỗ chân đúng không? Ok, thế mẹ đã vệ sinh cho chưa? Mẹ đã lấy cồn lau cho chưa? Mẹ đã lấy cồn vệ sinh sạch sẽ cho chưa? Ok, thế thì nhớ là giữ cho nó cẩn thận, cho nó không bị nhiễm trùng nhá. Được chưa? Nó không bị nhiễm trùng thì nó mới nhanh khỏi được chưa?
Hôm nay con đi chơi đâu đúng không? Con sẽ đạp xe kênh bằng nhà ông bà ngoại con được. À, hôm nay đạp xe sang nhà ông bà ngoại đúng không? Cho nên là mới bị ngã xe đúng không? Đúng rồi, tại con đi từ chân ở cái chỗ mà có lòng view. Thế là con khá ngã đúng không? Đúng rồi. Ok. Thế thì lần sau thì nhớ đi cẩn thận hơn nhá. Được chưa? Ừ, thế buổi ngày mai mình học bù lúc 4 giờ chiều con nhá. Con học bù ngày mai lúc 9 giờ chiều được chưa? Thầy vừa nãy thầy nhắn cho mẹ rồi đấy. Thì mẹ bảo là học được chưa? Thì 4 giờ chiều ngày mai mình học nhá. Có học được không? Buổi chiều mai có học được không? Có. Rồi ok, nếu buổi chiều mai học được thì mình lên học nhá. Nếu như mà mỏi thì cứ bảo thầy nhá, thì mình sẽ nghỉ được chưa? Không phải cố được chưa? Con không phải cố, nếu con mệt con cứ bảo thầy cho con nghỉ được chưa? Không phải cố như hôm nay nhá. Con tí lại khóc nhè ra. Con trai à, học sinh của thầy lại còn khóc nhè, nó nhìn xấu hổ lắm. Ừ, có thích cho cô Thu Ngân vào học cùng với không? Vâng. Con có thích cho cô Thu Ngân vào học cùng với con không? Cô không nọ vào học cùng ấy. Thích không? Để để mai thầy bảo với cô ấy thôi là thứ ba cô ấy lại vào cô học tiếp với mình. Thầy vui không? Thầy cô vào học cùng có vui không? Thật không? Sao thầy cái gì con cũng có nhưng mà nhìn kiểu không vui ấy. Đùa. Ok, làm nhanh nào, làm nhanh nào con. Còn 4, 5 cái nữa thôi, nhanh nào. Rất là dễ đúng không? Buồn ngủ rồi đúng không? Đúng ạ. Rồi, cố gắng làm nhanh nào, hôm nay thầy sẽ cho nghỉ trước một chút nào. Hôm nay thầy cho nghỉ trước một chút nào. Nhanh nào, nhanh nào. Con hãy để ý nha, xem là nó nối được với cái nào nha, xem là nó chỉ nó nối với cái nào nha. Ừ. Để con đang nối sai với một từ rồi đấy. Ừ. L này nè. Nhìn thấy L chưa? Thế nó nối với cái gì đấy? Đôi gì đấy? Đôi gì nhỉ? Đôi giày. Ừ, đôi đấy là đôi gì nhỉ? Đôi gì nhỉ mà nó cao vượt qua mắt cá chân ấy nhỉ? Boots đúng chưa? Đôi boots, đôi boots đúng chưa? Ok, từ cuối cùng nào. Ok, xong như con. Ui, sao lại 2 J ở đây được con? Chỉ có 1 thôi, chỉ có 1 J ở đây được thôi. Ở đây chỉ duy nhất có 1 J thôi.
Ok, xong rồi đúng nào? Ok, xong rồi vậy thì bây giờ mình cùng xem kết quả của con nhá. Được chưa? Ok, thầy đã chụp lại trên màn hình rồi và bây giờ thì thầy sẽ chúng con check nhá. Ok nào. Đầu tiên là comic book, đúng chưa? Comic book là gì nhỉ con nhỉ? Comic book. Chuyện tranh, con thích nhất là chuyện Doraemon, chuyện thám tử Conan đúng không? Đúng chưa? Hai hôm nào thầy mua cho một vài quyển Doraemon nhá. Có thích không? Thế thích gì nào? Con muốn Hả? chắc phải bố mẹ con mua cho mình. Nhưng mà thầy sẽ tặng cho con riêng. Mẹ con mua đây thầy tặng cơ mà. Thế con thích thầy tặng gì nào? Mạnh dạn lên nào. Tất cả các bạn học với thầy thì đều có quà của thầy. Cái mình nếu mà mình nữa chơi một người không à? Cái lớp học mật ngữ đấy đắt tiền lắm, thầy không mua được đâu. Bộ cá ngựa. Ok, bộ cờ cá ngựa đúng không? Ok rồi, thầy sẽ mua và gửi cho con được chưa? Ok, tiếp nào. Tiếp đến C. C là gì đấy? C là gì nhỉ? Storybook. Storybook là chuyện gì nhỉ? Chuyện cổ tích ạ. Đúng rồi, chuyện cổ tích. Tiếp đến B. Planet là sách gì nhỉ? Sách gì đấy? Sách khoa học ạ. Đúng rồi, science book, đúng chưa? Ok, tiếp nào. E là con gì đây nhỉ? Con gì đây nhỉ? Stuff. Yes. Stuffed animal. Con thú nhồi bông đúng chưa? Con gấu nhồi bông đúng chưa? Tiếp đến D. D là Robot toys. Robot. Robot, con robot nào không? Có thích xem phim robot mấy cái gì nhỉ? Siêu nhân không? Có thích xem siêu nhân không? Làm cái chép không mở. Đó. Nhưng Thích mà xích. bây giờ người ta không đóng đóng phim cho nó mở rồi. Đúng rồi, vì là nó hết chuyện rồi. Được chưa? Ok, cuối cùng nào. F. F là gì đây nhỉ? Board games. Yes, board game là bàn bàn cờ đúng chưa? Ok, tiếp nào. For shoe store. Đây là đôi gì nhỉ? Đôi gì đấy? Shoe store. Dép quay là gì nhỉ? Dép quay là gì đấy? Là gì nhỉ? Sandal. Sandals. Nhớ S. Đúng rồi. Sandals. Sandals. Sandals là đôi dép. Dép quay hậu được chưa? Tiếp nào. H. H. Đôi này là đôi giày gì nhỉ? Mà thầy cũng rất là thích đi. Con không biết con có thích đi không? Đi cảm giác đi giày đẹp hơn. Giày này là giày gì nhỉ? Giày thể thao. Giày thể thao là gì đấy? Là giày gì nhỉ? Bắt đầu bằng chữ S này. Con nhớ không? Sneaker. Nhớ chưa? Sneakers. Sneakers. Giày thể thao đúng chưa? Thầy có mấy đôi giày thể thao liền. Thế nào? Con thì có một đôi đôi cũ, con muốn mua một đôi đôi mới màu trắng ạ. Thầy có mấy đôi nhỉ? 5 đôi sneaker. Mà thích mà
còn định một đôi sneakers màu trắng thì Màu nó màu trắng, nhưng sáng. mà màu trắng nhưng con không giữ được thì nó rất là nhanh bẩn đúng chưa? Thầy cũng có một đôi màu trắng mà thầy phải giữ gìn nó cẩn thận lắm luôn ý. Cứ về là thầy lại phải lấy nước lau trắng của nó ra, thầy ngồi thầy lau thầy rửa rất mất công, nhưng mà đi nó rất là đẹp. Ok, tiếp nào. Con thích đúng không? Con thích giày trắng đúng không? Ok, thế con có đôi giày trắng nào không? Con chỉ toàn đôi giày đen. Con có đôi giày đen nhưng mà nhưng mà con không nhớ mình để chỗ nào rồi. Ok rồi, tiếp tục nào. Ai ai là đôi gì đây nhỉ? Đôi gì đấy như thầy vừa nói nhỉ? Ai là Bruce? Yeah, boost là đôi boost đúng chưa? Tiếp nào, tiếp nào. J, J là gì đấy như thầy vừa nói? Áo gì đây nhỉ? Shirt. Yeah, Shirt. shirt, áo gì nhỉ? Shirt, áo sơ mi đúng không? Tiếp nào, K, K. K là jacket. Yeah, K là jacket, là áo. Áo gì nhỉ, mà mùa đông lúc nào ở miền Bắc mình cũng rất là cần, không có nó sẽ không chịu được nổi mùa đông Áo khoác đúng rồi. Áo khoác rồi chưa? Áo áo với giày khoác cổ. no, áo khoác này tức là cái áo khoác mình mặc bình thường được chưa, những cái áo nó hơi mỏng một chút đi được chưa, còn nếu như nó coat nhớ nhá, đây này, như cái này này, đây như cái bên cạnh này này, Cái cái bên cạnh. áo thì kéo trắng bên cạnh chẳng. No. Kéo bên cạnh này Chị này. Đúng rồi, kéo bên cạnh này này, được chưa? Áo bên cạnh gọi là coat. Được chưa? Kiểu như kiểu là áo áo phao ấy, được chưa nào? Kéo áo phao mà tức là cái áo này rất là dày, được chưa? Còn jacket là cái áo nó mỏng hơn một chút, và thường thì cái áo jacket nó hay làm từ da, được chưa? Áo da ấy. Được chưa nào? Ok, và cuối cùng là gì nhỉ? Cuối cùng là gì đấy? Pins Pants là gì nhỉ? Pants. là quần. Quần dài được chưa? Quần dài nhá, nhớ nhá. Short là cái quần, quần short, quần lửng được chưa? Còn Con để pants. chin trên chin con để chin với con dài. Jeans, jeans là cái là quần bò được chưa? Jeans là quần bò, còn pants là những cái quần, ví dụ như con thấy 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 cái bộ vest chưa, cái quần quần vải ấy được chưa. Pants là cái quần vải ấy được chưa. Ok chưa nào. Ok, có câu hỏi gì cho phần này không con? Ok, nếu như không có câu hỏi gì thì mình sẽ tạm dừng tại đây, và hôm nay muốn tâm sự gì với thầy nào? Không muốn tâm sự gì với thầy. Rồi ok, thế nên không tâm sự gì thì bây giờ đi ngủ nhá. Đi ngủ thì mẹ mua thuốc về cho bôi vào chỗ chày ra chưa? Thế thì nhớ bôi thuốc xong rồi đi ngủ nhá. Bôi thuốc xong đi ngủ sớm rồi chưa? Bơi Bôi rồi xong rồi bây giờ mình đi ngủ được chưa? Ok, nếu như có chỗ nào mà nó bị sưng tấy lên thì bảo mẹ bôi thuốc, bôi cái thuốc thuốc gì nhỉ, salon pad cho nha, bôi cao salon pad cho để nó tan hết cái chỗ thâm, để chỗ bị tím bầm tím đấy đi nhá. Để cho nó đỡ đau được chưa. Ok rồi, thế thì nhớ bôi thuốc vào rồi nghỉ ngơi được chưa, cho nhanh khỏe nhá, mong là ngày mai sẽ không phải khóc nữa được chưa. Ok rồi. Goodbye nhá. Bye. Ok.